chở bạn đến với kênh của mình Bảo TV. Bây giờ bữa nay mình quay video gì mấy đứa? Ấm hợp, đăng hợp, thử thách, thử thách, thử thách, thử thách, đăng hợp, thử thách. Bây giờ mình lấy ý kiến đi, bây giờ đứa nào lấy số đông nha. Dạ. Đứa nào ẩm thực thì giơ tay, còn đứa nào thử thách thì giơ tay nha. Đứa nào ẩm thực? Ừ, thật. Ẩm thực mấy đứa? Có mình Việt Nam hả? Thử thách, thử thách mấy đứa? Cái gì? Thử thách luôn hả? Dạ. 1, 2, 3, 4 đứa. 4 đứa là muốn cho thử thách các bạn. 2 đứa ẩm thực. Vậy mình sẽ quay thử thách nha các bạn. Rồi bây giờ là thử thách. Thử thách thì bây giờ chú Bảy có ý định gì nè. Thử thách là bây giờ chú Bảy sẽ phát cho một đứa 10.000. Cái gì vậy? Thử thách một đứa 10.000. Bây giờ một đứa 10.000 sẽ đi mua đồ ăn. Ăn từ đây cho tới kết thúc cuộc chơi. Đứa nào trụ lại cuối cùng người đó sẽ chiến thắng, nhận giải thưởng 500.000, đồng ý không? Đồng ý. Rồi bây giờ trên tay mình sẽ có mấy tấm 10.000 đưa cho mấy đứa nha các bạn. Nè, đứa lấy 10.000 đi. Không, đứa nào lấy 20 nha. Rồi. À, 20 kêu bả không rồi. Đó rồi. 20 kêu bả không rồi nha các bạn. Rồi Mina có chưa? Có 10.000 nha các bạn. Ai cũng được 10.000. Rồi mỗi đứa 10.000 sẽ đi mua đồ ăn rồi sinh tồn cho tới đứa nào rồi sau cùng sẽ thắng cuộc được 500.000 nha các bạn. Dạ. Rồi mấy đứa đi mua đồ đây. Dạ. Thôi bây giờ mình chọn địa điểm là bên vườn dừa cho mấy đứa nó thử thách nha các bạn. Rồi 10.000 kỳ nam mua gì kỳ view cho các bạn biết rồi nè. Chai nước 3.000, chai nước bự. Với một bịch bánh. Với gói mì. Với chai nước nhỏ. Tổng cộng 10.000 nha các bạn. Tổng cộng 10.000 là nó chọn là nó uống nước để thay ăn nha các bạn, nó mua tới 2 chai nước đặng. Rồi tiếp theo là thì Dung, thì Dung mua gì đâu? Con mua chai nước 3.000, à. Bánh 2.000, dư gói mì 5.000 là 10.000. Rồi đủ. Rồi tới Tân Phát. Mua chai nước 3.000. À. Hạt bánh 4.000. Dạ, dư chai nước 2.000. Kẹo. Hay là gì ngàn mua cái kẹo phải không? Dạ. Rồi tới chú già review cho các bạn coi chú già. Mình mua chai nước bự 3.000. À. Mình mua bột bắn người già 2.000. À. Mình mua bột bắn khô mai 3.000. À. Mình mua bột bắn nước. mình mua chai nước 2.000. Rồi chú già cũng chọn là uống nước thay ăn nha các bạn. Rồi tới Mina, Mina. Mua chai nước này 3.000, cái này 1.000. Rồi cái này gà 2.000. Cái gói mì này 4.000. Tổng cộng là 10.000. Rồi Mina tổng cộng cũng 10.000 luôn nha các bạn. Nhưng mà không có uống nước nhiều như mấy nó. Mình mua một bịch bánh 2.000. Rồi cái xúc xích 2.000 là 4.000. Cái này 1.000 nữa là 5.000. Cái này 2.000 nữa là 7.000. Chai nước giống mấy anh chị 3.000 nữa là 10.000 nha bạn. Rồi đủ. Em sẽ đi cắt lá chuối. Cái nhà của em ở đó. Ờ nhà chú tao đó cô đi. Ai chú chung không? Đây đây đây. Ờ đúng rồi. Ê, thấy trước rồi. Ê, tính ra đây trước luôn rồi đó. Chị Mina ở đây nè, em ở đây. Ủa dưa. Ừ. Ủa. Vậy thì nói là ý anh nói là kế em nhưng mà nghĩ đi, nghĩ đi. Mọi người đi chặt lá chuối giùm em đi, hết dao rồi. Rồi coi mấy đứa này nó đi tìm cái gì nha các bạn. Rồi bên đây sao rồi? Hai đứa ở chung hả? Chậm cắt nè, chiều của tao mà.
Xong luôn. Được cháu im quá trời luôn. Quá im luôn. Kỳ Nam với chó già là hai thằng nó chọn ở chung các bạn. Giờ hai nó trước nha. Hai nó cắt xong cái chòi nè các bạn. Ồ nó mát. Này y gian liệu của dân tộc hồi xưa chút các bạn. Chỉ giờ hai anh em mình làm mệt rồi. Nghe mặn nước. Ấy gọi giống. Lọ. Lọ. Quê quá lọ. Là mập uống đã khác các bạn. Xin vào nãy giờ. Giờ tôi mình sang bánh nha. Để bớt đói. Mình cũng ăn nha mấy bạn. Ở bạn chung với team mình nha. Bắn đùi gà nữa mấy bạn. Hồi nãy mày nói tao. Rồi phát thì nó chọn ở gì luôn các bạn. Không cắt chọi chứ nè. Lót này rồi nó ngủ rồi giờ nó ngồi trên cái đống ống ủ này nó chơi các bạn. Sợ rồi Mina với Ngọc Diệp là chọn chiến thuật như thế nào? Ngồi dưỡng sức. Ngồi dưỡng sức nha. Ngồi dưỡng sức không làm gì hết trơn phải không? Dạ. Yeah. Hai đứa chỉ ngồi ngồi dưỡng sức thôi phải không? Không thì mấy anh chị đi hái sợi với bắt chân. Mấy con ở đây dưỡng liều. À ngồi dưỡng sức phải không? Dạ. Yeah. Ngọc Diệp với Mina là chọn biện pháp là ngồi một chỗ để dưỡng sức các bạn. Thôi, nó đi nó sẽ bị mắc nước đồ này kia cũng được đi, hai đứa này cũng được đi. Mỗi một đứa thì nó có một cách chơi khác nhau các bạn. Để coi coi đứa nào sẽ là người chiến thắng nha. Bây giờ mình sẽ ăn chơi rồi mình sẽ chơi hết những mấy này đi nha các bạn. Mình phải giành được chiến thắng này. Thì Dung bây giờ nó đi bắt cá gì không có giờ nó ăn trưa các bạn. Rồi giờ mình qua mình coi Phát coi nó làm sao nha các bạn. Phát sao rồi? Ăn chưa luôn hả? Rồi Phát nó đi bắt cá chung với Thùy Dung cũng không có luôn. Nó về nó cũng ăn luôn nha các bạn. Nó chọn vị trí thì kế mấy cái ống mũ nè các bạn. Mình qua đây mình ăn kiếp nha bạn. Nổi bệnh ướt nhã cho luôn. Bây giờ hai đứa ăn, ăn trưa rồi ngủ hay sao? Hay là đi kiếm làm gì tiếp? Con cho nó khô của mình. Con kiếm trên nhà cho mát mát khô mình. Còn Phát? Phát chọn chiến thuật là ngủ hay là sao? Chơi. Chơi nữa hả? Dạ. Vina là chọn gì chứ? Lối chơi là ở yên một chỗ. Để cho khỏi tốn năng lượng. Đúng. Cho nó đừng có bị mắc nước. Sao chơi sao Mina bữa nay bỏ cuộc sớm hay là chơi hết mình Mina? Chơi hết mình tới chiều. Chơi hết mình tới chiều luôn hả? Dạ. Đứa nào cũng nói chơi hết mình hết các bạn. Để coi đứa nào là người chiến thắng nha các bạn. Sáng mình đã ăn hết nửa cây rồi. Bây giờ mình sẽ ăn hết nửa cây nữa nha các bạn. Rồi mình uống nước mình sẽ nằm nghỉ nha. Rồi một dịp hôm sáng là ăn hết nửa cây xúc xích rồi các bạn. Còn chừa là nửa cây. Giờ ăn tiếp nửa cây. Còn Mina, Mina chưa nè ăn gì con? Giờ mình còn có một gói mì à. Bây giờ mình sẽ chừa lại mình ăn có một miếng này xong rồi mình chừa lại cho chiều ăn hả? Rồi lương thực của Mina là còn được có gói mì các bạn. Giờ Mina sẽ ăn mì sống luôn các bạn. Ăn mì xong rồi uống miếng nước là xong rồi đấy. Mina ăn một miếng mì với uống miếng nước rồi ngủ luôn hả Mina? Dạ. Rồi ngủ chưa hả? Dạ. Còn Diệp Diệp dạ nhắm trụ tới chiều không? Dạ được. Tới chiều tới mai luôn không? Được. Được hả? Còn hai đứa này nó ngủ mới thức nè các bạn. Còn mình đi hái xài nha các bạn. Đi hái xài hả? Dạ. Hái xài ăn chưa tới lá. Rồi nó già bây giờ nó chọn là nó đi kiếm hái xài nó ăn các bạn. Còn Kỳ Nam. Mình đi hái xài với mình chấm muối của mày nha các bạn. Các bạn ơi bây giờ mình ăn thêm một miếng
mì ý nó mình sẽ nằm xuống mình nghỉ lưng nha bạn. Tại vì cũng chưa rồi. Rồi mình qua bên Thì Dung các bạn. Giờ chú ăn xài vô nước mì. Dạ xài hả? Dạ. Rồi Thì Dung chỉ chọn ăn buổi trưa là ăn xài sống luôn các bạn. Giờ mình sẽ đem đi đập. Ăn xài sống này nhắm chịu nổi không? Nổi. Chơi tới chừng nào đây? Chơi nào thì nó hủ hết còn mình con luôn. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi thì Dung chọn ăn trưa là xài sống các bạn. Ăn này cũng nguy hiểm nha. Nhưng mà mỗi đứa có cách chơi riêng các bạn. Để coi đứa nào là người chiến thắng ha. Rồi. Rồi thì Dung ăn đi. Rồi bắt đầu qua bên Phát rồi. Xài không có chua các bạn không? À. Nó rất là lạ rồi. Rồi mình qua bên Phát rồi. Phát tàn, ai cứ nó ngủ kìa các bạn. Phát ngủ hả? Rồi sao rồi, lương thực còn không? Còn chai nước. Cái gì? Còn chai nước. Còn mấy chai nước hả? Chàng ơi. Dạ. Quát có tới 12 giờ trưa là nó ăn hết trơn rồi, ăn rồi các bạn. Hồi nãy là mua cái gì? Bánh. Bánh gì? Bánh oxy không hả? Dạ, hai bịch oxy. Dạ. Hình như có kẹo nữa phải không? Dạ, với chai nước. Với nước đó nữa hả? Hết chai hả? Dạ. Bây giờ là lương thực còn được gì đâu, lấy ra cho review của bạn coi coi. Còn chai nước. Còn chai nước bự. Bây giờ chỉ Phát chỉ còn có chai nước rồi các bạn. Rồi nhắm trụ tới bao lâu? Chờ hết luôn. Chờ hết luôn hả? Dạ. Giờ còn nước, chai nước hả? Là uống nước là no phải không? Dạ. Bây giờ uống nước rồi ngủ nữa. Nước ngủ nữa. Mình câu thời gian phải không? Dạ. Rồi. Giờ mình ăn xong 10 giờ mình về ngủ nha các bạn. Mình xong giờ ngủ nha. Mình cũng về ngủ nha. Ngủ một giấc rồi có sức mạnh. Còn hai đứa này ngủ luôn hả? Dạ. Rồi chưa cho nên mấy đứa nó ngủ hết rồi các bạn. Đây nè. Phát nằm đây ngủ rồi nè các bạn. Mấy đứa nó ăn trưa rồi trơn, giờ nó đi ngủ hết rồi nè. Rồi qua mấy đứa này coi sao nha. Nó ngủ hết luôn rồi các bạn. Thì Dung cũng ngủ luôn rồi nè. Mình quay nói chuyện nhỏ nhỏ cho mấy đứa nó ngủ nha các bạn. Ở bên đây thì Mina với Ngọc Diệp chọn là nó hai đứa nó ở chung thì nó cũng ngủ luôn rồi các bạn. Qua coi hai thằng bên kia coi. Hai thằng cắt cái chòi bên này nè. Rồi mình tắt video ở đây cho mấy đứa nó ngủ nha các bạn. Chúng nó thức gì nó hoạt động như thế nào mình sẽ quay cho các bạn xem ha. A few moments. Rồi bây giờ mình lại mình kêu mấy đứa nó thức dậy coi nha các bạn. Hỏi coi nó làm sao nha các bạn. Phát. Dạ. Sao rồi? Nước. Hả? Khát nước hả? Rồi sao? Nhắm chơi não không? Dạ, xin thưa hả? Dạ. Sao giờ hết lương thực hết nước luôn hay sao? Dạ. Thử thách này thấy sao? Khó. Khó hả? Dạ. Xin thưa phải không? Dạ. Đầu tiên là Tấn Phát nha các bạn. Tấn Phát đã hết lương thực giờ hết nước luôn rồi. Rồi vậy là Tấn Phát được quyền đi ra ngoài ăn uống thôi. Nó ngủ một giấc thức dậy rồi giờ chịu hết nổi rồi các bạn. Xin thua luôn rồi. Rồi mình qua bên đây coi các bạn. Dung ơi. Dạ. Sao rồi? Rồi vậy coi. Vậy hỏi ý kiến coi. Sao giờ Phát nó xin thua đó còn con? Không, chờ tới cùng luôn. Còn hả? Còn lương thực không? Còn có mì với chai nước nè. Thì Dung còn nước còn cũng nhiều các bạn. Còn được gói mì nữa. Cho nên là chơi tiếp tục phải không? Dạ. Rồi. Thì Dung là còn chơi nghe các bạn. Còn anh đây coi Ngọc Diệp với Mina cũng ngủ. Vậy ba, Mina. Sao rồi? Dạ, được, sống được của bé. Dạ. Được hả? Dạ. Còn Mina? Phải, thấy sao? Chịu thua. Chịu thua nữa hả? Con hết nước chứ, hết lương thực rồi. Hết lương thực luôn hả? Dạ. Xin thua luôn phải không? Dạ. Giờ con thấy video này sao, dễ không? Khó, chết được. Khó hả? Có
10.000 cầm trong tay mua đồ ăn ít xịu. Rồi Mina cũng là người xin thua luôn nha các bạn. Vậy là Phát với Mina là hai đứa thua nè các bạn. Rồi nghỉ trước rồi đó. Rồi hai đứa được quyền đi ăn uống đó. Chị Nam, chú già, Thắm già. Chị già. Sao rồi? Sập luôn rồi. Ra review một chút coi, hỏi ý kiến chút coi. Giờ sao rồi? Hai thằng thấy sao? Vẫn ổn. Ổn hả? Dạ. Rồi chơi tiếp tục hay nghỉ? Chơi tiếp tục. Hai thằng còn tiếp tục phải không? Dạ. Rồi lương thực còn gì đâu? Có mì chi hành cảnh. Với một chai nước, hai chai với bịch bông. Chai nước nha mấy bạn, với bịch bánh. Hết bịch bánh rồi, nó hết bánh rồi nha bạn. Mà còn hai cục. Vậy là hai đứa còn tiếp tục phải không? Dạ. Rồi bây giờ là còn bốn đứa nha các bạn. Còn Kỳ Nam với bụng miếng bụng nha. Chó già. Dạ. Dạ. Thì Dung đi ăn mì nha miệng. Với còn Ngọc Dẹp nữa nha các bạn. Các bạn ơi, mình qua ở chung chị Dung tại mình ở mình không quen nha các bạn. Mày kiến mà mấy bạn. Mày kiến mừng bể một bánh cho chú khác nha. Kiến mà mấy ăn của mừng mà mấy bạn. Dạ. Giờ mình sẽ đi kiếm đồ ăn nha. Cá chờ dính đùng mấy cái cây gì ngon như là cá cũng được. Đó kiếm bắt ốc đi vòng vòng nãy giờ chưa thấy ốc nữa các bạn. Đây nè các bạn, đây có đám đậu nè các bạn. Giờ mình sẽ bẻ nó nướng nha bạn. Bẻ cái này được không? Bẻ thì mấy đứa. Được. Bẻ mấy cái sống nha. Rồi bắt hả? Ừ. Đậu á, bẻ cái giống như gì nè. Đi nãy giờ đậu mùi hôi quá. Bạn ơi, đi làm mới có ăn hoàng nha bạn. Hai ba giờ chiều mà còn nắng quá nắng luôn các bạn. Bạn ơi, chán gì vậy? Để đậu chín. Thơm quá mấy bạn ơi, tìm nãy giờ không có đồ ăn. Có đây, coi đây, coi đây. Cái mày ngộ thì cũng có hai cái đầu bằng trước bự nữa này, y chang con nhiêu nè bạn, nãy giờ mình bẻ được như đây nè bạn, chỉ dùng bẻ một nhiêu giờ ở đây có nè bạn, giờ mình sẽ xuống bắt ốc luôn nè, ốc bự lắm nè, đây nè bạn ốc nè, giờ mình sẽ đi dài dài là cứ là cầm dép chơi. Ê, có cái gì kìa, cái hàng kìa mấy bạn, hai cua hay gì á, học cho hỏi chị Dung. Kiếm những cái cây đi. Chơi chị tao. Nè, ốc đây nè mấy đứa. Nè, ốc nè. Đâu chứ vậy? Ốc nè. Nhiều quá hả? Bắt. Nhiều quá hả? Cái sệt này là giờ mình sẽ bắt mấy con bự nha. Thế còn cái hang giờ mấy con nhỏ rồi. Mấy cái hang này mấy con mình không biết có cá nhiều không nữa. Còn mấy đứa này chỉ có đậu là được rồi hả? Dạ. Hết đậu rồi, chứ không có vượt xuống sông mấy con không có được. Dạ, nhiêu đây mình ăn cũng ngày mơ cũng được nữa bạn. Bây giờ mình sẽ đem về chế biến nè. Thế được. Các bạn ơi, về nhà là mấy con bằng cái đứng nửa mặt nha mấy mình. Chứ giờ bên nãy giờ nó ngon lắm. Chắc mấy con xả gì chắc. Mấy con xả có gì ăn được. Dịch đó là người ta đốt lúa phải không? Không phải người ta hả dịch ra. Dịch đâu vậy? Cái này mấy cái lúa chín đó đó. Không có người để ra, không có người lộn. Khó gì đó. Nhà mấy con mình bỏ từ nãy tới giờ luôn mấy mình. Để gì đi, cho chín thì chín luôn. Nè nó ăn. Để mấy này vô. Để không? Để. Con đi. Mấy đứa nó kiếm được mớ đậu với ốc gì nó nướng rồi các bạn. Không. Mấy kìa xui quá. Giờ mình sẽ thiều đậu ra nha. Thiều đậu với ốc. Đây, quả đậu. Mấy bạn ăn đậu nha. Mình không tiếp tục cơm thôi. Nhà đậu nè mấy đứa. Có vài miếng mấy khác nè. Mấy đứa nó bây giờ nó hết lương thực rồi các bạn. Nó đi bắt ốc với nó bẻ được mớ đậu về bây giờ nó nướng nó ăn rồi nè các bạn. Nhà còn có 4 người không ai chịu bỏ cuộc hết. Chút thế à, cũng có vài người than mà. Mình cũng xin nghỉ à. Cảm ơn. Ao vợ á. Mà tụt trước mấy bạn ơi.
giờ mình xé ăn ốc. Ừ, đậu ngon quá bạn ơi. Ở cái đậu của em bự quá à. Hạt đó bự. Giờ mình sẽ đập ốc cho mình ăn nha bạn. Nè, hạt bự bự, đậu Hà Lan. Đợt mấy cái đậu mày xong về nhà rửa tay miếng mới là. Tại vì mở bạn ăn con ốc nha. Chết cha. Ngon lắm nè. Kìa. Không biết công nhiêu nhiều. Thì hai ăn tiếp mình mà ngon quá, ngon quá. Không có gì ăn đậu ngon thiệt. Đậu hồn con tướng là đậu Hà Lan. Bạn nhớ mặt một dẹp rồi các bạn. Sạch bon luôn. Sạch thằng mấy mình ấy, mặt một dẹp á, sạch thằng mấy mình ấy các bạn. Thôi từ từ đi vô con mới. À không phải. Cái tay nó dính than kìa. Dám con mũi. Không. Con mũi. Không mũi. Con mũi. Mấy bạn coi mặt không dẹp kìa. Vô của mày. Chị Nam. Ấn bạn. Mấy người bạn chơi kỳ quá mấy bạn. Ba chịu không chưa? Copy. Chưa. Chưa. Bây giờ mình ăn đậu rồi nha mấy bạn. Giờ không có mau lắm. Giờ mình thấy chán quá. Giờ mình bỏ cuồng nha mấy bạn. Rồi chứ giờ bỏ cuồng nữa phải không? Dạ. Sao thấy thử thách này sao mà xin nghỉ rồi? Thử thách khó quá. Khó hả? Dạ. Đói hả? Đói. Rồi chó già là người loại tiếp theo nha các bạn. Dạ. Rồi được quyền đi ra ngoài ăn uống đi. Dạ. Dạ còn ba đứa. Còn Kỳ Nam với Ngọc Diệp với Thì Dung nha các bạn. Để mình coi coi giờ này mấy giờ nha các bạn. Giờ này bây giờ là 2 giờ 5 phút. Hả? 2 giờ hả? Thôi chú xin bỏ cuộc đi chú bảy hả? Bỏ cuộc luôn hả? Dạ. Ở đây khó kiếm cái ăn với lại nhiều mũi quá nó chích con ngứa chú bảy thôi với con thiếu nước nữa. Hết nước luôn hả? Dạ. Rồi Ngọc Diệp là người xin thua tiếp theo luôn nha các bạn. Dạ. Rồi vậy là chỉ còn có Thì Dung với Kỳ Nam thôi. Nãy giờ cũng lâu mình lại mình coi coi mấy đứa này có đứa nào bỏ cuộc nữa chưa nha các bạn. Còn chỉ có hai đứa thôi nha các bạn. Còn Kỳ Nam với Thì Dung thôi. Dung bên đây nè. Còn Kỳ Nam giờ ở vị trí bên đây nè. Nãy ở chung với con chó già mà chó già nó thua trước nha các bạn. Rồi Kỳ Nam sao ơi? Chơi nữa không? Nữa. Nữa hả? Cùng luôn. Chơi tới cùng luôn hả? Dạ. Nhắm trụ nổi với chị Dung không? Trụ nổi. Nổi hả? Dạ. Rồi để qua đây mình hỏi Thì Dung coi nha các bạn. Còn Thị Dung sao ạ? Bình thường. Bình thường hả? Dạ. Lương thực còn không? Còn chai nước. Còn chai nước không à hả? Dạ. Còn chai nước mà còn có chút xíu. Nước còn chút xíu hả? Dạ. Còn nhiêu đâu còn nhiêu nước đâu, còn nhiêu nước đó hả? Dạ. Rồi Kỳ Nam nè. Kỳ Nam qua đây coi chú Bảy hỏi coi. Qua đây với Dung coi. Bây giờ cũng chiều rồi nè. Bây giờ chú Bảy ra cái lực gì? Hai đứa bây giờ đứa nào xin thua trước sẽ được 100.000. Đồng ý không? Đồng ý thua không? Đứa nào đồng ý không? Để con suy nghĩ lại cái. Hay là chơi tiếp, nếu mà chơi tiếp á thua thì không được nhận tiền. Còn nếu mà mình xin nghỉ bây giờ chịu thua thì được 100.000. Còn người thắng cuộc thì được 500. Sao đồng ý không hay chơi tới cùng? Nghĩ chơi tới nước rồi đó, tao còn nước nè. Nghĩ thôi con sẽ bỏ cuộc nha. Bỏ cuộc, bỏ cuộc lấy 100.000 phải không? Dạ. Chắc ăn chưa? Chắc ăn. Rồi vậy là Kỳ Nam xin bỏ cuộc luôn nha các bạn. Dạ. Ê, vậy là Thì Dung là người chiến thắng trong game này ha. Dạ. Bây giờ hỏi coi sao bỏ cuộc. Dạ, con hết nước rồi. Hết nước rồi hả? Dạ, hết nước với hết đồ ăn rồi. Hết đồ ăn luôn hả? Chủ không lại chị Dung đâu. Còn Thì Dung? Thì Dung thấy rem này sao? Rem thì rất là dễ luôn. Rất dễ hả? Dạ. Khó lắm. Cho nên là mấy đứa chơi đấu lại đúng không? Dạ. Tại mấy đứa kia các bà gà. Còn con các bà gồ viếp nè. Rồi bây giờ Thì Dung là người thắng cuộc nha các bạn. Yeah. Rồi bây giờ video mình đến đây là Thì Dung là người thắng cuộc sau cùng nha các bạn. Mấy đứa thấy video này khó hay dễ mấy đứa? Khó.
Khó hả? Dễ. Người chiến thắng thì nói dễ nghe các bạn, còn mấy đứa kia thì nói khó nghe các bạn. Khó. Khó là sao? Tại vì ruột của 10.000 ăn hết nước rồi. Vậy hả? 10.000 hết nước rồi, hết lương thực nữa. Rồi bây giờ giải thưởng mình hôm nay trao cho người thắng cuộc là 500.000 nha các bạn. Đây, thì Dung là người 500.000. Rồi nếu các bạn cảm thấy video mình hay, cho mình xin một like, một đăng ký, nhấn vào cái chuông để team mình có động lực ra những video mới nha các bạn. Bye bye, bye.